Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một loại máy các bạn có thể thái được tắc quả tắc và quả cam, thái lát quam, thái lát tắc và thái lát hành tỏi đa năng, thái các loại củ rồi nè. Đây là mình vừa mới thái này, đây là thái rau nhô nộm này, các bạn có thể thái thành sợi như thế này này, rau nộm cho ăn này, hoa chuối này, thái sợi này đấy. Máy này rất là nhỏ gọn này, phù hợp với quán ăn nhà hàng gia đình này, vừa phải này. Thì đây là đường thái này. Thì mình sẽ thái thử cho các bạn quả tắc này nhá. Quả tắc này nhá. Thái tắc. Các bạn có thể bỏ tắc vào đây. Đấy. Thì nó sẽ ép vào đầy khoang lên là được nhá. Thái tắc này mình sẽ cho các bạn thử xem công đấy. Thái tắc này đấy. Các bạn có thể thấy thái tắc rất là đẹp nhá, rất là mỏng này, dày mỏng các bạn có thể chỉnh được nhá, dao có thể chỉnh được dày mỏng nhá. Đấy, chất liệu máy đều là inox nhá, không gỉ nhá. Đấy, rất là đẹp, lát nào cho lát đấy, máy chạy bằng motor nhá. Đấy. Đấy, quả thái tắc. Các bạn có thể thái cam được. Đấy, vẫn đang còn đây này, nhưng mà mình chưa thái hết đâu nhé. Đấy. Đấy. Các bạn mua máy thái tắc liên hệ qua số xa xưởng máy thanh hóa.com và số điện thoại kèm như trên. Thì mình ra toàn quốc bởi mình có rất nhiều loại máy khác nhau này này. Rất nhiều loại máy. Liệu phòng cơ sở Hải Nam Thanh Hóa. Ok ok, đấy, cảm ơn các bạn. Đấy, thái tắc này. Nhìn này. Cảm ơn.